Awit TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 24 tháng 1. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 24 tháng 1 năm 1978 là ngày sinh của Kristen Shaw, nữ diễn viên và tác giả người Mỹ. Ca sĩ Quang Lê, anh sinh ngày 24 tháng 1 năm 1981. Anh tên thật là Lê Hữu Nghị. Anh đi Mỹ định cư từ năm 10 tuổi. Là ca sĩ có nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại, anh theo đuổi dòng nhạc quê hương trữ tình và nổi tiếng với các ca khúc như Đập Vỡ Cây Đàn, Đôi Mắt Người Xưa, Về Đâu Mái Tóc Người Thương và Thương Về Miền Trung. Cũng vào ngày này năm 1987 là ngày sinh của Luis Alberto Suarez, cầu thủ bóng đá người Uruguay, hiện đang là tiền đạo của câu lạc bộ Atlético Madrid và đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay. Ngày mất của ai? Vào ngày này năm 2007 là ngày mất của La Sương Sương. Cô là ca sĩ thuộc dòng nhạc trẻ hải ngoại. Khi 19 tuổi, cô tham gia tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và đạt được hạng 4. Cùng thi có ca sĩ Hồ Lệ Thu Bằng Điểm và Như Quỳnh đạt được giải đặc biệt. Nghệ danh La Sương Sương là cô chọn theo một nhân vật trong phim bộ Đài Loan. Cũng trong dịp thi này, cô quen biết với Nhật Trung, là người đã đệm đàn piano cho cô hát và sau này trở thành bạn đời của cô gắn bó đến cuối đời. Cô qua đời vào lúc 5 giờ sáng tại Bệnh viện Trường Đại học Oakland, Los Angeles, California và được an táng tại Nghĩa trang Oak Hill, San Jose. Sự kiện: ngày 24 tháng 1 năm 1772, nhà thám hiểm người Pháp Marc-Joseph Marion Dufresne trở thành người đầu tiên khám phá ra quần đảo Crozet trên Ấn Độ Dương. Cũng vào ngày này năm 1848, James Marshall tìm thấy một viên vàng nhỏ tại California, Hoa Kỳ. Thông tin này gây ra cơn sốt vàng tại California, thu hút rất nhiều người đến đổ xô tìm vàng. Vào ngày này năm 1918, Hội đồng Dân ủy Nga Xô ra sắc lệnh chuyển từ sử dụng lịch Julius sang lịch Gregory. Ngày 24 tháng 1 năm 1984 là ngày Steve Jobs giới thiệu Macintosh 128K, loại máy tính cá nhân đầu tiên của Macintosh, dòng máy tính cá nhân đầu tiên được thương mại hóa thành công. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ chính thức bắt đầu hoạt động vào ngày 24 tháng 1 năm 2003. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.